Y thống thiên hạ. À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Tam Quốc. Mình là Chocobo Tuyên Quang. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Công Tôn Toản cùng các người bạn. À, ở tập trước thì mình đã... Nói chung là ở tập trước thì ban đầu gần như là nhiệm vụ của mình là ổn định phát triển kinh tế cái vùng mà mình vừa mới kiểm soát được. Và sau đó thì mình... đến cuối của tập vừa rồi thì cái thằng Hàn Thức này này thì nó quyết định chiến tranh với mình và mình đã quyết định và mình đã chống lại chúng nó. Có một điều nữa là thú vị, đó là chúng ta có được thêm tướng Trương Yến đây. Tướng Trương Yến, có điều thằng chuyên môn của thằng này thấp quá nhỉ. Sao nó lại có con ngựa này nhỉ? Cho nó đeo cái đồ này thì nó có vẻ không hợp lắm. Cái này khuôn đinh cộng 8 thì thực ra cũng không nên đeo cho nó, mà nên cho nó đeo cái đồ mà nó tăng vào cái chuyên môn nghị lực này này, cái bản năng nữa để nó đi đánh nhau. À, tuy nhiên cái thằng Trương Yên này thì cái trung thành của nó rất là thấp nên là mình đã tốn khá nhiều tiền để có thể giữ nó cho mình, nó không khỏi bỏ đi. Và ở tập trước thì mình đã đỡ thành công mấy cái trận đánh này ở đây rồi, thì bây giờ mình sẽ đợi đủ cái thằng này nó không có xe bắn đá nên phải đợi một lượt nữa mới có thể công được cái thành này. Rồi. Trong khi đó thì cánh quân của Công Tôn Toản và Triệu Tử Long đã tiến đến đây rồi. Ở lượt này chắc là mình không có việc gì để làm nữa nên là mình sẽ qua lượt đấy. Đấy, nhưng mà mình xem là mình có thể xây được cái công trình gì không. Rồi. Lúa của chúng ta thì đang ở mùa vụ nên chúng ta sẽ không xuất khẩu. Chúng ta sẽ đợi đến cái mùa vụ tiếp theo chúng ta mới xuất khẩu. Mua rẻ quá không bán được. Nói thật thì chắc chắn đến một lúc nào đó thì chúng ta cũng sẽ lại phải chiến tranh với Viên Thiệu. Thành phố nào đây? An Bình. Chúng nó đang bị hết lương thảo, quân thì chết dần. Hình như là mình có thể đánh được rồi. Một chiến thắng Phyrix. Phyrix mình cũng đánh để cho nó nhanh, bởi vì nó hết thành với quân rồi. Chúng ta cứ từ từ là ăn nó. Hòa bình chiến đấu rồi. Nói chung thì đến giai đoạn này là chúng ta khá ổn rồi. Ồ. Sửa lại cái thành. Công trình này thì mình sẽ cái công trình để tốn lương thực quá nhỉ. Xây cái công trình này lên. Công trình này nó tăng income cho ấy à, cho công nghiệp à. Farmland hủy hết. Chúng ta cần hệ thống công trình khác. An Bình, nếu chúng ta chiếm được An Bình nữa thì chúng ta dư thừa lương thực luôn. Rồi, thế là nó hết quân rồi. Đợi tí cho thanh niên này xuống đáy cùng nữa. Để tăng tí trung thành lên. Vậy là chúng ta giải quyết xong một thanh niên. Ở tập trước thì mình kết thúc cái thành kia, chúng nó cho quân ra đánh mình đó. Hàn Thức đã bị hủy diệt bởi vì dám tuyên chiến với mình. À, 12 lương thực. Vãi luôn. Bột hải. Tốt rồi. Triệu Vân lên cấp này. Hay quá. Đây rồi, Triệu Vân học được skill này rồi. Tuyệt thế.
Mùa này mùa thu chưa chưa lên xuất khẩu lương thực, xuất khẩu nông sản vội đúng không? Bây giờ giáp lãnh thổ của mình là Viên Thiệu và Trịnh Khương. Khổng Dung, Đông Mân và Viên Thiệu. Bây giờ mình sẽ xem là thằng nào hết lương thực. Viên Thiệu giàu, Tào Tháo rất nghèo. Hãy đợi đến mùa vụ rồi mới bán cho nó nhỉ. Bán cho nó 5 thực mà được nhỉ. Bán tí cho Tào Tháo đó. Khổng Dung thì rất nhiều, Lưu Đại cũng rất nhiều tiền. Rồi chúng ta cứ có tiền đã. Chúng ta sống bằng nghề xuất khẩu nông sản anh em ạ. Con nhà nông sống bằng nghề xuất khẩu nông sản. Lưu Bị thì đang kiểm soát cái khu vực này. Mình chưa biết thằng Khổng Dung. Mình chưa đàm phán được chưa ký kết được cái hiệp định giao thương được với thằng Khổng Dung. Thằng Khổng Dung này nó cũng khá là nhiều đấy. Thằng Viên Thiệu nó tiến khá xa rồi. Nhưng mà mình xem Viên Thiệu nào. Lúc nào mà Viên Thiệu nó đánh nhau với cả Lưu Bị và Tào Tháo thì lúc đó chúng ta sẽ phản công chống lại Lưu Bị. À, Viên Thiệu. Còn bây giờ mà chúng ta tấn công chống Viên Thiệu là chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn đấy. Đấy. Bây giờ để mình xem nào. Ra phải chúng ta có tướng Trương Yên. Chưa có tướng nào mạnh mạnh cả. Đây các bạn ạ, mình hiện tại mình có này, Công Tôn Toản không nói này, Ưu Huy này, một trong tướng huyền thoại này, Trương Yên rồi này, Hạ Hầu Uyên này, Triệu Vân này. Đấy là chúng ta có vài tướng huyền thoại. Tôi được để xem là chúng ta. Trương Yên này. Cần một quân sư nữa nhưng mà hiện tại chưa có quân sư nào cả. Mời vào liên minh á. No. Chúng ta sẽ giữ cái quan điểm trung lập để có thể làm ăn được với tất cả các phe. Bây giờ thì mình cũng không vội đời. Tào Tháo và Lưu Đại bắt tay nhau làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Trương Yên. Cái này đi. Cái này đi. Quan Tĩnh thì nó khá là sâu sắc rồi. Mà thằng Trương Yên này thì cái trung thành của nó hơi thấp rồi này. Nên là mình vẫn phải duy trì cái điểm trung thành cho nó khá là tốn kém. Đấy, mình một trong những lý do mình phải cho nó đeo cái này bởi vì cái đấy nó tăng điểm trung thành thôi. Chứ đúng không thì mình phải để cho nó đeo cái khác. Và cũng có thể bằng cách này nhưng mà mình có thể bổ nhiệm nó thêm một tí nhưng mà tốn kém lắm. Để sau này có cái chức vụ gì ở trong hội đồng thì mình sẽ cho nó một cái chức vụ ở trong này. Đấy, Trương Yên.
À đúng rồi, đến mùa xuất khẩu nông sản rồi. Viên Thiệu rất nghèo này. Lưu đạn. 欢迎，请进。 Sống bằng nghề xuất khẩu nông sản này nó cũng vất vả lắm anh em ạ. Giá cả nó bấp bênh. Đông Mân. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Yêu cầu nó chi cho mình ít tiền á. Tăng điểm với Lưu Bị và Tào Tháo. Đâu rồi. Nền kinh tế của chúng ta bây giờ là khá rồi đấy. Bây giờ thì mình sẽ tập trung phát triển các cái tỉnh biên giới này đúng không? Một loạt tỉnh biên giới này. Bây giờ đầu tiên là công trình vùng này có farm land thì đương nhiên chúng ta xây ruộng rồi. Cái đấy không phải nghĩ. Đấy, Livestock này cũng thế. Chúng ta sẽ phát triển mạnh vào nông sản. Mình phải nâng cấp được cái thành Trung Sơn này lên nhỉ. Lên ruộng trước đã. Chưa vội tuyển quân. Lý cầu thượng tiến, công minh trấn thiên. Chưa có quân sư nào cả. Hai tay hai dìu nhìn trông chất vãi lúa nhỉ. Truy tìm vinh dự. Về Trung Sơn phòng thủ đi. Nếu mà có chiến tranh ở đây chúng ta sẽ giải quyết luôn. Cái vùng rừng núi này thì toàn là của Nhạn Môn này. Mình không biết là liệu thằng Viên Thiệu nó có giữ được cái vùng này không. Nhưng chúng ta sẽ lại tiếp tục tranh thủ hòa bình và để phát triển. Chúng ta sẽ đu dây ngoại giao với tiếp. Hiện tại giờ chúng ta chỉ chiến tranh với Đông Mân và nhà Hán thôi. Còn tất cả các phe còn lại chúng ta đều đang làm ăn. Đấy. Nói chung là khá ổn. Nó mua cái món đồ này với giá 1.000. Tào Tháo và Viên Thiệu. Tào Tháo và Viên Thiệu lại bắt đầu trở quẻ với nhau à? Lính đời cuối của cái nhóm màu xanh này là thằng nào nhỉ? Lính gì nhỉ? Sao mình không nhìn thấy đâu nhỉ? Đây à? Ừ.
Nhưng mà chắc là mình chưa có tiền để mà mua các đội quân đời cuối đâu. Chỉ có nuôi các đội quân đời chung chung thôi. Cái này nó sẽ giảm rất là nhiều vào cái upkeep cho kỵ binh. Bột hải chúng ta lên cấp cao quá. Đại quận. Có những lúc mình đã phải tinh giảm quân đội đi để phát triển kinh tế mà bây giờ thì chúng ta lại phải... Ôi thằng Triệu Phương này. Để tốn tiền để à... Mệt ghê với cái thằng này nhỉ. Cái điểm trung thành của nó cứ tụt như này. Để mình xem nào. Hạ Hầu Uyên. Cái thằng này nó không hợp với bất kỳ một thằng nào à? Vãi nhở? Nó không hợp với cả Trịnh Giang nữa này. Thế mới đau đầu. Vua của núi đen. Lý Chiếu Sang Jin. Chả sợ cái thằng này làm loạn. Giáp cùi. Quay gia cảm giác rất là tốt. Mình phải đợi cái đế chế của chúng ta à cái mình sắp lên mức độ tiếp theo rồi. Để mình bổ nhiệm cho cái thằng này khỉ gió vào ban hội đồng trị sự. Chỉ có cách đấy thì mình mới lên được. Đây chúng ta sẽ tiếp tục xây cái này để nó tăng nhanh cái hội đồng trị sự lên đó này. Liêu Tây. Xem có thanh niên nào hết thực không lại bán thôi. Hoan nghênh, xin đi. Lão hữu lại phòng, thật sự xin. Mình đang bán cho nó. Lại ba, chúng ta thảo luận. Nghèo à. Trong vòng 10 lượt thì chúng ta sẽ có 2000 của nó. Đây là ni wo you yi de xiang zheng. Ru zi shen shan. Chúng nó khá nhiều lương thực bán cho bọn này không ăn thua rồi. Mình đang giai đoạn hòa bình nên mình cũng không cần phải lấy tiền tươi. Mình cứ bán cái kiểu này cũng được. Mình đang chờ một cái cuộc nổi dậy của các phiến quân ở các cánh quân chống lại Viên Thiệu. Và nếu như khi đó thì mình sẽ cho quân tiến đánh các cái thành này của Viên Thiệu này. Một loạt cái giải này nữa.
Có thể thấy rằng là Khổng Dung đã bắt đầu tiến quân ra tận đây kìa. Mình xem là tình hình thế giới nào, Viên Thiệu chiến tranh những ai là Trịnh Khương và Đào Ứng. Đào Ứng ở đâu thì mình chưa biết. Lưu Đại chiến tranh với Trương Siêu, Viên Thuật và Đông Mân, Khổng Dung, Tào Tháo và Trịnh Khương. Trịnh Khương đánh nhau với Khổng Dung. Thảo Viên Thiệu nó đánh nhau mỗi Trịnh Khương với Đào Ứng. Lưu Bị đánh nhau với Đông Mân. Có lẽ chưa đến lúc nhỉ. Mình thấy trong số các cái thằng hòa bình nhất là cái thằng thằng Khổng Dung này. Hầu như là nó không đánh nhau với các phe to mấy. Nó không đánh nhau loạn mấy. Và thằng Khổng Dung này nó khá hợp với Lưu Bị. Thì Thượng Đảng. Trường hợp mà có chiến tranh xảy ra thì đây sẽ là một trong những quân đoàn Bắc Tiến này. Mình sẽ cần cái đội quân khác, không phải là thế này. Chưa có quân sư nào nhỉ? Mình cần có một quân sư. Sau này nói thế thôi nhưng mà chưa nổi loạn được. Chờ một tí, sắp đến được cái điểm danh vọng rồi, anh sẽ bổ nhiệm cho mày một cái chức vụ ngon ngon một tí. Đối với những cái tướng nó không thuộc phe của mình, nhất là nó là đứng đầu của một phe khác và nó đầu tuân cho chúng ta, thì chúng ta cần phải bổ nhiệm cho nó những cái chức vụ khá thì nó mới trung thành được. Viên Thiệu và Đông Mân bắt tay với nhau. Cái gì đây? Giết Trương Yên á. Cộng hai lòng của Trương của... Chúng ta chỉ mất có 500 đồng mà tăng được 10 điểm hài lòng của Trương Yên á. Chi tiền trả tiền cho anh ta. Ok. Nó là tướng cấp 5 rồi đấy. Nó lên cái skill này nữa là nó đập nhau tốt lắm đấy. Đây nữa này. Lên đến đây. Đây. Làm nào để tăng cái này để nó tăng giáp. Giáp của nó này. Tăng. May quá chưa có cái event giúp tăng cái điểm trung thành của Trương Yên. An Bình. An Bình thì nói chung mình sẽ xây cái này nhé. Đây. Thành phố biên giới là phải xây công trình này. 840. Không đủ tiền. Tranh thủ xem là lại có thanh niên nào mua gạo mình bán vậy. Dạo này bọn chúng nó giàu thế nhỉ. À đây rồi. Đây, có thanh niên chết đói này. Bán thóc lúa cho Viên Thiệu. Chúng ta xuất khẩu nông sản thôi. Và đồng thời tăng thêm một ít điểm ngoại giao Viên Thiệu. Chúng ta cứ xuất khẩu nông sản vậy. Cố gắng giữ duy trì hòa bình. Hiện tại mình đang dùng lính đời 2. Có điều kiện thì mình sẽ dùng lính đời 3. Lính này đam to hơn nhưng mà nó kháng tên thiếu kém. Bọn này thì nó lại kháng tên tốt hơn. Đấy. Đối với cái dòng thành dọc biên giới này thì mình cứ phải liên tục xây cái công trình phòng thủ. Nghiệp khá giàu ấy.
Farmland. Đấy, nó có nông nghiệp này, Hà Nội nữa. Cả cái vùng này cho chúng ta khá nhiều nông sản luôn. Trường hợp chiến tranh xảy ra, mình sẽ cố gắng kiểm soát cả Hà Nội và nghiệp đầu tiên. Phía Bắc này thì Nhạn Môn, mình không chắc là mình có tiến được vào đến tận thành trong này không, nhưng mà chiếm ngay cái vùng này đã. Đấy là kế hoạch của mình nếu trường hợp xảy ra chiến tranh với Viên Thiệu. Nhưng hiện tại giờ thì mình nó vẫn đang là đối tác chiến lược của mình. Nó đòi liên minh với mình. Nhưng tất nhiên mình không ngu thế. Chúng ta vẫn cứ chỉ là đối tác chiến lược thôi, chứ không có đồng minh quân sự được. Tào Tháo và Khổng Dung đánh nhau nữa. Thằng này sắp hết lương thực. Chúng nó vẫn khá nhiều lương thực. Bây giờ thì nó là mùa thu. Thành An Bình, xây cái này lên đã. Cứ phải phòng thủ anh em ạ. Bộ thải sống bằng nghề xuất khẩu nông sản này, nhiều lúc nó cũng phụ thuộc vào thời thế lắm. Thằng này được cộng trung thành theo lượt mà nó vẫn không ăn thua nhỉ. Bổ nhiệm nó một phát này nữa thì cộng hài lòng, mất 1600. Cái thằng này có con áo giáp ngon phết, có con rìu để trừ kỹ năng chiến đấu mất. Ta nó tăng rất cao vào nghị lực này thì cũng được đấy, nhưng mà hai cái dòng này phải mạnh, cái dòng này cũng cần phải lên. Hạ Hầu Uyên này, Hạ Hầu Uyên mạnh không? Triệu Tử Long có con thương này. Ê, cho nó đeo con này lên. Hai tay hai kiếm à? Rồi, tăng máu lên nữa cho nó khỏi chết. Đánh nhau máu trâu nó không sống được hết. Mình sắp sắp đạt được cái mức tiếp theo thì mình sẽ bổ nhiệm được thêm một bây giờ cử một tướng đi làm gián điệp à? Không cần. Xin tôi cầu bạn một nhân tình. Nó cứ thích mua đồ của mình là thế quái nào nhỉ? Mùa đông rồi, lại Lưu Biểu và Lưu Đại đánh nhau.
Viên thuật. Hòa bình được ký kết à? Lưu đại. Good Omen. Mùa đông đến thì chúng ta phải khả năng là chúng nó sẽ hết lương thực nhiều hơn. Thằng này âm lương thực rồi. Chúng ta sẽ bán lương thực cho nó đó. Nhưng bán với số lượng nhỏ giọt thôi. Thằng này mua cái giá nó cũng không được nhiều lắm nhỉ. Tử ấy, xem nào. Thằng này còn âm 4 ấy. Khá nhiều thằng hết thực. Rất nghèo rồi. Mình xem thằng nào nó mua được cái giá tốt hơn. Mình sẽ bán 5 đồng cho 5 thực thôi. Mỗi thằng này nó chỉ mua. Mình bán cho nó khoảng tầm 5 thực. Không bán nhiều. Xem lấy tiền tươi có hợp có nhiều hơn không. Lấy sớ tiền tươi cho nó nhanh. Lưu đại. Hoan nghênh, xin xin. Bán cho nó 5 thực. Có lẽ lấy tiền tươi. Cũng được khá nhiều. 1700. 足下所提,實令我等佩服。Lưu Chúng ta bán 5 thực thôi. Cái xuất khẩu nông sản này chúng ta cũng có một cái lợi thế là chúng ta có thể gây áp chế điều hành cái vấn đề an toàn lương thực cho cả map khi chúng ta. Đây, đó. Từ từ thì chúng ta sẽ, đó, chúng nó sẽ hết tiền và chúng ta thì đấy, chúng ta thu được khá nhiều tiền trong một lượt đấy luôn. Trong lúc mà đối phương còn đang bận bê với một cái việc đại quận à. Vùng phía trên này thì chắc là cũng không có chiến tranh thôi nên là mình không sợ. Tăng thêm một công trình này lên thì chúng ta hết thực kỵ binh này. Ưu tiên phát triển cái vùng bên dưới này trước. An bình này. An bình. Trung Sơn. Những cái thành phố biên giới này rất nguy hiểm. Đại quận. Đó. Mình điều hành cái nền điều hành thế giới bằng lương thực. Hiện tại bây giờ thì mình chưa biết lúc nào thằng Viên Thiệu nó sẽ bị chiến tranh với các phe phái. Và lúc đó thì mình sẽ bắt đầu phản công. Nhưng mà bây giờ thì chưa có quân mấy nên là chúng mình chưa phản công được. Mình đang phải nuôi một cái đội quân khá là tốn kém nhỉ. Cái gì đây? Liên binh quân sự. Ngũ Chu và Trương Yên. Thằng khỉ này. Bổ nhiệm cho nó thì tăng nhiều lắm. Ôi cái này còn lâu mình mới lên được. Mình phải xây cái công trình nó tăng cái điểm ảnh hưởng nó mới lên được. Đây rồi.
Như anh em bảo là cái đội này rất là mạnh đúng không? 265 này. Nó mạnh lắm à? Thanh Long Quân. Mình nhớ là còn có cái phe, à nhưng hình như phe này nó không có cái đội quân đấy, đội lính mặc giáp. Giống như là quân của Lưu Bị thì phải. Nếu thế thì có thể mình sẽ thanh lý quân đội này đi để anh công tuyển cái bọn này xong bây giờ phá đi thì cũng hơi tiếc nhỉ. Mà bộ binh đấy thì quá chất luôn đấy nhỉ. Nếu mà xây được một đội đấy đi đánh nhau Viên Thiệu thì chắc là ăn được. Mình xem cái nhánh quân màu đỏ hình như nó không có cái quân gì mạnh lắm nếu mình không nhầm, nó toàn kỵ binh thôi. Quân màu đỏ này là quân của chính mạnh nhất là của Viên Thiệu, của Công Tôn Toản rồi đấy. Nhưng mà thực sự thì mình không thấy cái nhánh màu đỏ này nó mình khả dụng lắm. Tất nhiên là cái nhánh màu xanh nước biển này thì là mạnh với cung rồi, nhưng mà đây à, đây là đội cung mạnh nhất à. Cái nhánh màu tím là nhánh của Triệu Tử Long thì xem qua nó cũng không có nhiều lính mạnh lắm, cái lính này thì củi. Có cái lính này à, đại đao này. Không biết nó có mạnh lắm không. Được, để mình xem nào. Đây. Muốn lên cái nhánh này thì chúng ta phải đi đây à. Có cả unlock được cái lính này nữa này. Lính cầm kích này cùi mà, có gì mạnh lắm, giáp trâu thôi nhưng kháng tên rất cùi. Chúng ta đã nghiên cứu được cái lính khá mạnh này. Thằng này giáp trâu, không có kháng tên. Giáp trâu nhưng mà kháng tên khá cùi. Chúng ta không có cái quân này, nó không có đội lính kháng tên mạnh rồi. Bọn này chống kỵ binh thì tuyệt vời luôn này. Nó có thể bắn tên nữa cơ mà. Giáp của nó rất là cao. Bọn này nó kháng tên. Kỹ năng chiến đấu nó rất cao. Từ đó mình xem mình nên dùng loại nào. Không có kháng tên thì nguy hiểm lắm. Nhiều lúc đánh nhau mà không có kháng tên nguy hiểm. Hoặc là chúng ta phải có cái đội hình kháng tên nữa. Nếu như vậy thì những cái đội quân màu xanh xanh này phải đi cùng với một cái tướng màu vàng để nó có cái skill buff kháng tên. Đây này. Nhạn môn.
đánh nhau với Trịnh Khương. Bây giờ mình mà tiến vào cái vùng đất của Trịnh Khương này thì nguy hiểm lắm nhỉ. Tôi quay lại, bài sinh sẽ phải an hảo. Đấy không phải là cái vùng mà chúng ta lên tiến vào. Nhưng mà tại sao lên đến lính đời cuối, chiến tranh giữa Đào Ứng và Tào Tháo? Thằng Đào Ứng này chưa dẹo à? Thằng Lưu Đại giàu thế. Thằng Lưu Đại giàu quá. Quân đoàn này mua cái đội đính đấy thì lấy đâu ra tướng phải kháng tên tốt cơ. Hoàn toàn cái đội lính đấy nó lại không có khả năng chống tên. À nhưng mà nó lại bắn được tên. Cho phép triển khai quân đội cho lãnh thổ của nhau và chi cho mình 3000 mấy này cơ. Không. Mình sẽ tranh thủ Tào Tháo Lưu Bị đánh nhau, Khổng Dung và Trịnh Khương hòa bình, Lưu Bị và Lưu Yên đánh nhau. Mùa vụ. Cứ tranh thủ phát triển cái kinh tế đấy, kệ chúng nó đánh nhau. Hữu Bắc Bình là thủ đô mà mãi mà còn chưa lên kinh tế gì cả, cũng như này á. Chúng ta phải lân thành lên chứ. Khảo lưu ý xa chuyên sự thông hành quyền đồ vấn đề mà. Bọn này nó có thích triển khai quân trên lãnh thổ của mình là thế quái nào nhỉ? Mình đang muốn chúng nó tuyên chiến mình này. Trong giai đoạn hòa bình thì các bạn cứ... Cái gì đây? Tốn 500 đồng để cộng 10 trung thành của Trương Yên. Thật là đau đầu cái thằng Trương Yên này. Cũng tăng được lên một tí xíu. Đế chế của mình lên cấp tiếp theo, mình bổ nhiệm nó cái là xong. Quân đoàn này Tôi quay lại rồi. Có dược vụ, trung tướng Yi. Bọn này cùi nhỉ. À, bọn này nó chém tốt hơn. Giáp ấy yếu, bỏ đi. Để mình xem Triệu Vân sau này nó tuyển được những lính gì nữa. Cái lính này rất mạnh nha, nó bắn được cả cung cái đau đầu. Nó vừa là lính cung lại vừa là lính... Nó có thể thiết lập đội hình hình tròn, đội hình hình... Triệu Vân khi cần sẽ mua quân khác. Những cái vùng này chúng ta thủ tốt rồi nên là không cần phải mua nhiều quân hay vội. Chúng ta được giảm khá nhiều upkeep nhờ cái công trình ở đâu nhỉ? Đại quận này này. Đây. Nó giảm upkeep cho kỵ binh rất nhiều này. Chúng ta phải nâng cấp cái công nghệ gì ấy. Cái này lên à? Thì mình nên nâng cấp được cái nhánh đấy lên. Giảm upkeep cho kỵ binh.
Cái này thêm có thêm tiền à? Công trình này được nhiều tiền lắm. Khảo lưu ý xa chuyên sự thông sinh chuyển đồ vấn thị bà. Nó bảo mình cho phép nó triển khai quân trên lãnh thổ của mình. Không. Rồi. Cái này ít phút nhưng nhiều phút nhưng mà nhiều tiền hơn. Cũng na ná nhau. Mười hai trung thành của nó giảm này chết dở nhỉ. À được rồi, sắp có rồi, chúng ta sắp có thể bổ nhiệm được một cái chức vụ mới trong hội đồng rồi. Ồ. Thứ này là tôi phong xin ý, hãy mong xiao na. Công nhận tính hợp pháp của viên thuật á? Không. Bây giờ chúng ta cứ chỉ có làm bạn với cả thế giới thôi, chứ chúng ta không ủng hộ thằng nào nổi dậy cả. Bây giờ chúng ta ủng hộ mấy cái thằng này nó nổi dậy là chúng ta chết tở. Bắt đầu chúng ta phải nâng vào cái nhánh màu vàng rồi, và nhánh màu tím nữa. Nhánh màu tím này để giảm upkeep các công trình này, income từ công nghiệp. Liêu Tây, An Bình, Đại Quận. Lên được tường thành cấp 4 thì chúng ta cũng khá mạnh. Viên Thiệu kìa. Viên Thiệu bị em Trịnh Khương em chiếm lại mấy cái thành bên này rồi. À đâu chưa. Lã Bố lên kiểm soát ở Đông Mân rồi. Tám điểm vãi thật. Một điểm thôi. Lượt sau là chúng ta sẽ được cái hỗ trợ đấy rồi. Mình quên mất mình không xem ở đây có cái tướng gì mạnh mạnh không. Thằng Hạ Uyên này trung thành cao ghê thật. Mặc dù nó là tướng của phe Tào Tháo ấy chứ. Chả hiểu sao mình lại tuyển được. Viên Thiệu à. Viên Thuật lại đánh nhau rồi. Thái Mạo và Lưu Biểu hay quá, sâu sắc giữa Quan Tĩnh và Công Tôn Toản. Chúng ta có thể bổ nhiệm một chức vụ rồi. Đây cho mày vào đây nhá. Tha hồ mà trung thành, khỏi phải làm loạn anh nữa. Mệt với mày quá. Mất 250 đồng.
Còn trước kia thì chúng ta chưa có được cái tướng nào huyền thoại để mà chúng ta bổ nhiệm. Toàn tướng màu đỏ thì mình không dùng, mà tốn tí tiền thôi. Rồi, trung thành cao vút chỉ luôn kìa. Thằng chó chết. Tốn mất bao tiền của anh. Còn một chức phụ đây nữa. Nếu mình không nhầm thì mình có thể bổ nhiệm mà hỗ trợ ở các cái vùng này được cơ mà nhỉ? Điền Giai, giảm tham nhũng. Cái thu nhập từ nông nghiệp, thu nhập từ nông nghiệp thì phải có cái vùng nào nó tăng. Cái vùng bột hải đi, nó có 3 cái hỗ trợ, đó là tăng 50% thu nhập từ nông nghiệp. Còn mấy vùng nữa? Cái này nó tăng thu nhập từ tất cả các công trình. Mùa vụ, mùa sau là mình đến cái mùa xuất khẩu nông sản rồi. Bây giờ thì Trương Yên cũng đã trở thành một trong những cái tướng lĩnh chủ chốt của mình rồi. Thì mình không sợ lắm nữa. Nếu không nhầm thì cái chức vụ này chúng ta có thể cho thêm một người nữa à? Nhưng mà bây giờ muốn thế thì mình phải bổ nhiệm một người nào vào đây. Thì chúng ta phải xem có một cái vị quân sư nào mạnh mạnh, mình sẽ bổ nhiệm vào Excellent này là quân sư. Nhưng mà xem có tướng nào mạnh đã. Chẳng hạn như cỡ như Khổng, những tướng ở phe ngoài nó mới cần cái đấy. Còn những phe của chúng ta rồi thì không cần. Mình thấy rằng cái chơi cái chiến cái phiên bản này chúng ta không vội vàng được. Lữ Bố ký cái hiệp ước hòa bình và đòi mình cái này. Lữ Bố bắt đầu cầm quyền à? À đúng rồi, thằng Lữ Bố và mình muốn, giả sử mình muốn chiêu mộ được nó thì chiến tranh giữa Viên Thiệu và Lưu Bị. 你还需要考虑到盟约成员的意愿，比如同盟面对市占市和的时候，通常会以投票的方式来决定。 Bây giờ mình không bỏ cái hiệp ước nào với thằng nào nhỉ? Viên Thiệu bây giờ chiến tranh được với những ai, bị chiến tranh với ai rồi? Trịnh Khương và Lưu Bị rất nghèo à? Rất nghèo thì chúng ta sẽ bán cho nó 20 lương thực và bắt nó chi trả. Nó đang hết tiền để nuôi quân đúng không? Tăng thêm tí điểm ngoại giao nữa này. Trả được bao nhiêu tiền thôi bỏ. Tăng 8 điểm ngoại giao nữa. 1.200 mỗi một lượt, 10.000 lượt đó chia, chúng ta sẽ kiếm được 12.000 từ thằng này rồi. Thằng này rất nghèo, Tào Tháo này. Tào Tháo cũng đang rất nghèo lương thực. Đúng là mấy con rời. Kinh tế thì giàu, lương thực thì nghèo. Thế thôi, chúng ta cứ xuất khẩu nông sản như này là cũng có tiền mà anh em. Có nhiều cách để làm kinh tế.
Một trong những cách đó là đấy, chúng ta lại tăng tiếp điểm ngoại giao với Tào Tháo. Viên thuật. Công rông rất giàu. Hòa bình với Lữ Bố. Trịnh Khương này. Giao thương nó chịu luôn này. Bán thóc cho nó này. Cho nó 5 thóc thôi. Rồi à, chúng ta sẽ đòi nó ít tiền đấy. Tất cả các nước xung quanh nó đều là đối tác làm ăn của chúng ta. Và chúng ta làm cái nghề xuất khẩu nông sản này, chúng ta sẽ được lòng tất cả các phe. Khi chúng ta để lại một chút cái điểm giao dịch này, nó màu xanh này, để nó tăng cái điểm ngoại giao đó. Đồng thời chúng ta sẽ kiếm được một cái lượng tiền bộ tiền đó, hơn 5.000 một lượt. Đó là con số tiền cực lớn chúng ta ở lượt tiếp, các lượt tiếp theo chúng ta có thể có. Bây giờ là Bột Hải. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn thấy không? Thằng khỉ này nó bảo chúng ta thành chư hầu của nó. Nó giao bình nguyên cho chúng ta. No. Lữ Bố đánh nhau với Giặc Khăn Vàng. Làm sâu sắc thế giữa Công Tôn Toản và Điền Giai hay là với Hạ Hầu Uyên? Điền Giai đi, bởi vì Hạ Hầu Uyên nó cũng trung thành khá cao. Đó, bây giờ chúng ta có khá nhiều tiền đấy. Vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ là cần nâng công trình lên để kiếm tiền thôi. Cấp này nữa thì tuyệt vời. Xuất khẩu nông sản nó là một cái nghề nó cũng khá bấp bênh. Ôi, hạng tiếp theo của chúng ta, Đu Cơ sắp lên được. Lại lên cái thanh kia. Đợt này thì chúng ta không nhiều lương thực lắm. Viên Thiệu thì mình đang bán ra rồi. Bọn này thì mình đang bán đi rồi. Bây giờ Khổng Dung viên thuật âm ba này. Còn lợn này, à, chúng ta vẫn đang bán. Lưu Đại. Lưu Đại thì nó vẫn có tiền. Thôi được, từ từ. Mấy cái kiểu mà làm ăn như này thì nói chung hầu hết chúng nó cũng vẫn thân với mình. Nên là mình không lo lắm. Đấy, mình chờ thì mua cái quân xịn xịn một tí. Quân đoàn này cái lính tím thì mình chưa thấy nó lên được mấy nhỉ? Cái nhánh màu tím. Lính này mạnh nhất à? Tại sao lên đời cuối chúng nó đều không có cái đơn vị kháng tên tốt nhỉ? Bọn này nó bảo là không cần phải lên tên à? Vãi thật. Cái trèo đất của mình cơ. Rồi, nó chiếm Nhạn Môn. Nhưng mình xem, có lẽ mình cũng phải nghiên cứu cái gì đi chứ. Mình có thể mình sẽ đánh nhau với bọn tướng cướp này đi. Chứ cứ để nó ổn định quá, dở quá nhỉ. Về lý thuyết thì Viên Thiệu thì nó chắc chắn là nó không đánh mình. Bởi bọn cướp này hầu như tất cả các phe nó đều ghét. Nhưng mà chúng ta cứ cố gắng
Toàn lính không có... Income từ công nghiệp. Tăng dự trữ lương thảo. Có thể mình sẽ cho quân đoàn lên đánh nhau ở phía bắc thì thôi. Bây giờ kinh tế của chúng ta cũng khá. Trương Yến. Bọn này mạnh quá nhỉ. Trương Yến mà đi cầm bọn này đi đánh nhau thì cần một quân sư đã. Trương Yến ạ. Mà mày chưa có quân sư nào cho ra hồn mà. Hạ Túy. Tướng màu tím này. Màu tím. Chuyên môn. Trung tướng Thiệt Yu Thắng Chiến, hán xiao hoan yin. Tướng màu tím chúng ta có Hạ Hầu, có Triệu Kiểu Long này là được rồi. Hồi quân rất nhanh. Rồi có thể mình sẽ cho quân đoàn này tấn công cái khu vực cái con hiện tại thì mình đang ký cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với nó à? Xem tình hình nào. Rất nghèo. Chiến tranh với nhà Hán, Lữ Bố và Viên Thiệu. Thằng Viên Thiệu này chiến tranh với những ai? Trịnh Khương và Lưu Bị. Viên Thiệu đánh nhau với Lưu Bị. Bây giờ mà mình đánh nhau với Viên Thiệu thì sao nhỉ? Phải cân nhắc tính toán ấy. Bây giờ mà mình mà đánh nhau mà mình không ăn được là mình lại SML đấy chứ đùa đâu. Xây cái công trình này lên đã. Bây giờ thành của chúng ta có các cái phúc thành của chúng ta hầu hết đã có tường thành rồi. Đây. Xây công trình này lên đã. Công trình này nó sẽ tăng cả cái điểm ảnh hưởng lên dần. Chúng ta chưa có quân sư nào thực sự. Có mỗi Hạ Túy này thì là một cái tướng màu tím nhưng mà mình cũng chưa sẵn sàng lắm dùng cái đội tướng đấy. Mua thêm bọn này à? Quân cha quân đoàn của Công Tôn Toản. Quân đoàn của Hạ Hầu Uyên. Thôi cái nhánh bên này chúng ta phòng thủ. Nhánh này tấn công trước đã. Ôi từ từ. Đứng đây cho hồi quân. Hồi chậm thế. Đứng ở trong thành nó hồi nhiều quân hơn. Chưa có quân sư nào. Hiếm quân sư thế nhở. Chúng ta có thành lập 4 quân đoàn nhưng hiện tại thì mình chắc cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Và nó chi cho mình 3.000 công rông. Chưa phải lúc. Quyết định là mình sẽ đánh Trịnh Khương trước đi. Viên Thiệu và Viên Thuật đánh nhau, hai anh em nhà nó đập nhau à?
Bây giờ mình sẽ đặt à, đây rồi, chị Hương đây. Tiếc là mình chưa có quân sư. Rút lốt quân đoàn này lên. Đánh nhau là phải huy động tối đa quân đội. Chơi cái lính này thì đắt lòi mắt à. Lúc đầu mình định chơi cái lính này mà nhỉ. Tốt chống kỵ binh, phòng thủ và chống tên tốt. Nếu mà chơi đội quân đấy thì đúng là chơi quân nhà giàu đấy. Mùa hè. Tấn công vào Thái Nguyên. Cho quân lên đại quận để đánh vào Nhạn Môn. Mua lính này thì còn rẻ, chứ mua lính này thì 5, 5, 6, 30 thì gần đủ, chứ mua bọn này thì đến bao giờ mới được nhỉ. Nhạn Môn. Quân của chị Khương nhỉ? À, cái gì? Thanh toán thường xuyên công nhận tính hợp pháp của nó không? Như vậy là cái thành thành bên trên này không có quân phòng thủ rồi. Chúng ta sẽ đưa quân lên đây để mua quân đã. 7.000 chưa đủ tiền để lượt tiếp theo nữa. Định chấu trọng trị. Đang tại hành tiến. Nó đang ký cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với mình mà mình đánh như thế này thì à. Kệ bố, đánh luôn. Kiên trì bất khuất. Rồi cho thằng chị Khương này nó vào tiếp viện phát. Trận này thì nói chung là không khó đâu, nhưng mà mình muốn thử xem là cái thằng chị Khương nó thế nào đó. Thằng Khương Yến và cái thằng kia nó cầm quân đi cùng mà. Rồi. Nhiều anh em bảo là nói chung là chúng ta không nên chơi với cướp. Nhưng mà cướp thì cướp chứ nó cũng đâu có làm gì hại mình lắm đâu. Lính kiếm của phe Triệu Vân này thì nó chỉ có mỗi một cái điểm yếu đó là nó không chống được kỵ. Chúng ta đang sử dụng lính đời 2.
Hình như mình có sự tham gia đánh trận của cả lính ở trong thành à? Đúng rồi, đây này, lính thủ thành nó cũng tham gia này. Nói chung mình đánh nhau với bọn cướp này thì hầu hết các phe khác nó cũng không ghét mình lắm, bởi vì là cướp thì chả ai thích cả. Rồi. Có điều đánh nhau trong rừng như này thì nhìn thấy nhau thấy quái là được. À, chỗ này là một con sông. Cái đội hình này thì nó chống được cả kỵ binh này cộng 900% và tre, có nghĩa là chúng ta chống được cả kỵ binh, chống được cả tên rồi. Có điều là cái lính này thì về lâu về dài sau nó chịu đòn hơi kém mà. Quân tiếp viện của mình vào từ hai phía. Cho sứ nó lên trên này. Sợ quay. Kháng tên của mình cao sợ gì mà phải chạy. Xe bắn đá. Hai chiếc là đẹp. Đây rồi, vào luôn em. Ây da. Rồi sao? Cầm mồm và chết đi á. Ngoài phạm vi mình cứ cho hai thằng này à. Rồi tất cả các tướng này lên đây. Thanh niên này thì đứng ở đây thôi. Triệu Tử Long sẽ cứ từ từ đó, Triệu Tử Long từ từ nhá. Úi dồi ôi. Đá quân kia. Mình không cần dùng đến nhỉ. À, solo với Triệu Vân của anh à? Được, lên đây con. Quân của nó thì ăn no đòn rồi. Pháo của chúng ta lã rất là tuyệt vời. Triệu Vân, mày chết này, đấu nhau với Triệu Vân này. Triệu Vân bây giờ mới xuống ngựa. Ai già. Mày. Ây da. Ủa, quân nó đang tràn lên một cách như đúng rồi ấy nhỉ. À, thằng này nó búp cái chống treo cái bonus cho toàn bộ quân đội à? Ôi tuyệt vời. Không có tướng để đua.
Triệu Vân của mình sắp xong rồi. Triệu Vân đã thắng. Ok. À, nó chèn. Chèn ra bọn nớt chúng ta. Ăn luôn anh em. Vào. Ôi, kháng cho bonus 100% cơ à? Được đấy. Triệu Vân lên gợi chưa? Bộ ba tướng này đâu rồi? Giết. Quân nó chạy tán loạn này. Cả Triệu Vân nữa, nhóm mấy bộ này vào. Giết tướng nó. Dồ. Mấy thằng này nó chạy cạnh nhau, nó úp nhiều thứ thế nhở? Ồ, đúng rồi. Cho kỵ đi lùa cung rồi. Thầy kháng cho các bạn lớp 100-900%. Thằng này kháng 1900 cơ. Ồ. Xong. Khá nhiều tướng nhỉ. Rồi ok. Một trận trắng nó là easy thôi mà. Trương Yên. À, có thể là mình sẽ không thành lập nhiều quân đoàn đâu, mình sẽ ít quân đoàn thôi, nhưng mà nó sẽ có các cái đơn vị tướng để nó đứng trong quân đoàn để nó búp. Cũng là một cách hay để mình có thể chống được quân đối phương. Về sau thì có lẽ là cung tên cũng không còn mạnh nữa, thì có lẽ chúng ta chủ yếu phải chống kỵ binh thôi. Có mất 54 quân rồi. Được một cái áo giáp này. Lấy tiền đi. Quân chúng ta có mất mấy đâu mà phải hồi. Được một cái áo giáp. Rồi tấn công vào đây. Thanh niên này lên cấp rồi. Sang nhánh bên này trước hay bên này trước nhỉ? Sang bên này thì nó sẽ búp cho quân này. Bắn tên là nhất danh. Cái nhánh này thì nó lại tăng khả năng. Đấy. Đang xuyên giáp cho các đơn vị cung. Học cái nhánh bên này trước vậy.
劫狱，待时而发。 Mua quân này thì ngon đấy, nhưng đắt quá. Không đủ tiền. Mua cái xe bắn đá trước. Thành trên đấy của nó không có quân đội bảo vệ nữa rồi. Quân đoàn này đến đây. Trương Yến. Mình nghĩ là quân đoàn này sẽ là... Mình nghĩ là phải đủ cả 5 tướng của 5 pha nhánh khác nhau thì nó sẽ rất là mạnh. Nên có thể là mình sẽ chiêu mộ... Không có tướng huyền thoại nào nhỉ? Chờ có tướng huyền thoại mình sẽ mua. Ở đây toàn tướng màu đỏ thôi. Mình sẽ chờ có tướng huyền thoại mình mua. Cái phe này nó đặc điểm là nó được búp giáp cho lính xúc kỵ này, nên là mình sẽ sử dụng nhiều xúc kỵ hơn. Đang tích tiền đó. Mùa vụ để mùa sau chúng ta bán nông sản. Mùa này thì không bán. Lưu Biểu nó bảo ký hiệp ước không xâm phạm. Ok. Chúng ta chưa có ý định tấn công xuống chỗ đất của thằng Lưu Biểu này. Nó đang rất nghèo à. Lượt sau nó sẽ rất không có tiền. Mình sẽ bán nông sản cho nó để lấy thêm tí điểm ngoại giao đấy. Điền Giai lên cấp. Đây này, thằng này nó có cái skill này rất tốt này. Đây này, Melee Invasion 100% kháng... Nghĩa là chống cả cận chiến lẫn chống cả... Tấn công cận chiến chống cả xúc kỵ đều tốt này. Công Tôn Tục là con trai của chúng ta. Hiện tại thằng này mình chưa bổ nhiệm nó vào cái gì cả. Tướng màu tím. Nghiêm Cương. Nếu mà dùng cái lính này thì chúng ta phải xác định là chúng ta sẽ 6 3 6 18, 1800 đồng, cực kỳ tốn kém, nhưng mà nó sẽ mạnh cực kỳ. Cho thằng này cái đội quân đấy thì có vẻ hơi ke. Nó cũng cao mà nhở, nghị lực của nó tận màu nhánh kia rồi mà. Cho Trương Yến thì hay hơn chứ nhỉ. Tuổi đã mùa thu. Chuẩn xin sầu trân. Đánh Thái Nguyên anh em. Cắt Lương Thảo đó. Thành này nó không có nhiều quân lắm. Chúng ta sẽ cho thêm cả thằng này vào đây. Đúng rồi, chúng ta sẽ có đủ cả ngũ hành này. 5 tướng, 5 phái khác nhau này. Đó, hầu như không có quân ở thành. Mất có tí quân. Nó không có tướng gác thành nên là khá là dễ. Đấy. Nhạn Môn thì là đất của Viên Thiệu rồi. Thượng Đảng thằng này nó giữ ở dưới này rồi thì con này không thể tấn công cái nhánh dưới này của mình được. Cái vùng Thượng Đảng đấy thì mình không muốn chiếm. Tướng này cho làm tướng đi theo cũng được nhỉ. Có Triệu Tử Long này. Sao phải xoắn. Chúng ta chưa tuyển được cái tướng nào à. Lại một tướng màu xanh nữa này. Khá ngon. Tướng màu xanh.
Về sau chúng ta cần nhiều cái tướng này. Cái phe màu xanh này để nói chung thì quân màu xanh này thì nó mạnh về kháng tên nên là mình nghiêm dư nó hợp với thằng quân sư này. Cứ bình tĩnh xem có tướng huyền thoại chúng ta tuyển, còn tướng cùi thôi. Thái Nguyên. Ôi vùng này giàu có đấy. Chúng ta có cái mỏ này là giàu. Mùa thu sắp đến cái mùa bán nông sản rồi. Quyết định đi nhỉ. Tốn gần 10.000 quân, 10.000. Mua bọn này thì xong mình sẽ gần vỡ nợ. Chưa đủ, lượt sau mới đủ. Lượt sau mới đủ. À mà mình phải xem đồ đạc chứ nhỉ. Bây giờ đây này, Triệu Tuyển Long phải dùng cái đồ nghị lực của nó phải cao lên một tí nữa. Đúng rồi. Có con ngựa xích thố đi rồi. À đây này. Grey Station cộng Sentinel. Cái này cộng quân ninh thì nó cũng không phù hợp với Triệu Tử Long lắm. Tăng di chuyển trên map. Cho thằng này đi. Cái này Autony này. Đây. Cái này là tăng máu à. Tăng Autony. Cộng 4. Cộng 6 này. Mà nó giảm máu nhỉ. Có lẽ mình cần tăng máu lên đó. Cái món đồ này ngon thế nhở? Phải cho một quân sư nào đấy mới đúng. Thằng Trương Yến nó không nên đeo cái đồ đấy. Đây này, nó lên tăng vào cái này. Đúng rồi. Quân sư của mình rồi. Thằng Chu Mã Chu lại, phong của mà. Vật thẩm chưa được sử dụng, nhưng mà chưa thể sử dụng. Triệu Tử Long của chúng ta nghị lực cũng còn chưa cao lắm. Một phần của cái bộ gì đây? Tướng này mạnh thật. Cấp 1 mà nó rất là mạnh rồi. Đây rồi. Mình thể xem cái lính này nó chất cỡ nào mà anh em quảng cáo ác thế nhỉ. Ôi, nuôi cái đội quân đấy thì nghèo kiết xác luôn à. Bây giờ là cái mùa xuất khẩu lương sản rồi. Hoàng Tố rất nghèo à. Bước đầu làm ăn thì bán cho nó 5 thực thôi.
Để nó phụ thuộc vào nông sản chúng ta. Thằng này chiến tranh với giặc Khăn Vàng, nhà Hán và Lữ Bố. Giả, nó còn không giả tiền cho anh ấy. À, con lợn Lưu Bị âm tiền rồi. Âm tiền anh bán cho mày 10 thực thôi. 10 thực để đòi tí tiền ạ. Con lợn Lưu Bị. Rồi, giữ lại một tí, lấy điểm ngoại giao. Viên Thiệu cũng bị âm lương thực. Sao không bán được nhỉ? Mình vẫn đang bán cho nó à? Tào Tháo này. Ai rồi. Tào Tháo chưa bán được. Khổng Dung này. Thằng Khổng Dung này rất giàu nhé. Mình chẳng hiểu kiểu gì nhưng nó rất là giàu. Rất nghèo. Mười thôi. Bán nông sản này cũng là một cách hay để chúng ta gây áp lực cho các phe phái. Rồi 700 một lượt. Lưu Đại. Thằng đấy có tiền, thằng đấy có thực. Rồi bây giờ lại tiếp tục nâng cấp nhà cửa. Liêu Tây. Liêu Tây xây nhà chính phủ đó, để nó tăng trị an đó. Chúng ta nắm an ninh lương thực thế giới thì chúng ta có khá là lợi thế đấy các bạn ạ. Ủa, quân đoàn này quá chất luôn. Mình còn chưa bao giờ chơi chiến dịch của Lưu Bị, mình còn chưa bao giờ mình mua được cái đội quân này. Mà bây giờ mình có đội quân này thì... Rồi. Tào Tháo và Viên Thiệu đánh nhau rồi. Lữ Bố tuyên chiến với Tào Tháo. Khổng Dung chiến tranh với Trịnh Khương. Như vậy là mình cũng đang thuận theo thời đấy chứ. Hữu Bắc Bình. Hữu Bắc Bình phải lâng thành đã. Liêu Tây. Chúng ta nắm lương thực thế giới, chúng ta lợi thế thật. Có cái mỏ sắt này nữa thì bao giàu rồi. Đứng đây một chút đã. À, tướng này nó mạnh về phục kích đấy. Quân của nó cũng hớm đấy, nhưng mà ăn làm sao được quân đoàn này của mình. Mình mua toàn quân đắt tiền như này mà. Cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau á? Không, anh Viên Thiệu ơi. Đúng rồi, đánh chiếm Nhạn Môn đi. Chiếm Nhạn Môn đi. Bởi vì đấy là thành của Viên Thiệu, anh sẽ chiếm luôn Nhạn Môn. Như vậy là một Quan Tĩnh bị giết á? Ồ, sao lại vớ vẩn thế?
Ngại mất mình đòi tiền chuộc à? Sao đến chỗ này nó lại đây là đất của mình? Nhãn ngôn. Thằng này là thằng nào? Đan đề. Chắc nó sẽ đánh vào đây rồi. Mình chiếm lốt cái vùng đấy nào ngọt. Còn bên này có quân gì mình chưa biết. Không xác định Tây Hạ, Tây Hà. À, phích sinh Tây Hà đây à? Ồ, thượng đảng. Đánh vào vùng rừng núi à? Mình sắp thành Bắc Bình Vương thật rồi. Sao thằng Viên Thiệu nó đã mò quân lên đây rồi? Quân đoàn này mới gọi là chất vãi lúa này. Cung thủ mình còn chưa lên. Mình còn chưa lên cung thủ. Đại quận. Chị An đang giảm, chúng ta sẽ tăng vào cái này trước đi. Đại quận nó tít trên này. Lý khở chuyến đi. Tư Mã Phu. Cháu ruột của Tư Mã Ý à? Cái thằng tướng mới tuyển này nó cũng trung thành, nó cũng khá nhỉ, không thấy nó bị báo. À đây. Trung thành có 3 điểm rồi, chúng ta chắc lại phải bổ nhiệm nó vào hội đồng trị sự rồi. Tốn 250 đồng. Khỉ thật. Khá mạnh đấy, thằng khỉ này nó khá mạnh đấy. À, kháng 900% Chagabonus. Cái này thì nó... Ô, thằng này nó skill của nó hay đấy. Nó có những skill rất là hay. Armor cộng 10 armor fashion cho tất cả lính infantry. Được. Qua lượt đã. Bây giờ là mùa hè, chúng ta sẽ chưa vội bán lương thảo. Mấy cái lương thảo chúng ta cũng chưa nhiều lắm. Trương Khương yêu cầu cống nạp một nửa thu nhập của chúng ta. Ơ, mày bị láo, mày bị ngáo à? Chạy re kèn. Nhìn thấy hai quân đoàn của mình xông đến chạy re kèn. Sao cái vùng này đi lại xa thế nhỉ? Mình đang tấn công sang cái dọc bên đấy thì những cái thằng này nó không ghét mình lắm. Nghèo. Thằng khỉ này nó không muốn mua lương thực à? Viên Thiệu. Tào Tháo. Mình đang bán rồi. Đang bán cho Tào Tháo rồi. Khổng Dung này. Thằng này bị âm rồi đấy. Thằng này âm mà bán cho nó 10 thôi. Thoát một tiền rồi. Lại có con gà để chăn rồi. Nó có tới 20k kìa. Úi dồi ôi. Thế chứ. Đòi thêm tí tiền mặt nữa. Nó không chịu.
8 thôi. 7 không được, 8. 8 trung thực mà chúng ta sẽ nhận được 1.000 mỗi lượt. Trong vòng 10 lượt là chúng ta có 10.000. Làm nghề buôn bán xuất khẩu nông sản này cũng được ấy chứ. Kinh tế nó là ở đây chứ đâu. Nữ Bắc Bình. Nhạn Môn. Hiệp định thương mại và chi cho chúng ta 5.000. Và mỗi lượt chúng ta sẽ kiếm được 360 đồng cộng 15 điểm với Khổng Dung. Ngọt. Cảm ơn Khổng Dung nhé. Em đang nghèo anh Khổng Dung, anh ấy bơm tiền nhé. Ôi ôi ôi. Lưu Bị và Viên Thiệu đã đánh nhau rồi. Nhà Hán bị tiêu diệt rồi á. Viên Thiệu và Trịnh Khương đã hòa thuận, làm sâu sắc giữa Triệu Vân và Ngũ Chu. Chúng ta có thể đánh luôn cái thành này được, không cần vây. Nhưng mà nó báo là đánh Phyrex à, nghĩa là tốn khá nhiều quân. Thế thì không được, chúng ta phải đánh chạy tay thôi. Nó có một tướng thủ thành. Phú Yên chi bị, Vũ đang toàn lực ứng phó. Tổ hạ thần thủ bất phàm, xin theo tôi xung phong hiện trận ba. Chúng ta là một trong những nhà xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Rồi. Úi già, cái thành của nó. Cái thành của nó thực sự. Thực sự là không thích lắm hả? Có lẽ mình sẽ lâng dần lên cái đội cung này lên cung đời đầu. Sau này mình sẽ lâng nó lên đây, đến bộ binh trước. Triệu Vân, Tự Tử Long. Tiếp viện nó vào từ bên này à? Thế thì mình đã triển khai quân ở bên này đi. Tiếp viện vào từ bên rừng rú này. Rồi, chờ hàng tướng kia nó vào nữa là chúng ta sẽ có đủ bộ. Ôi, Triệu Vân nó được búp nhiều thứ thế. Xe bắn đá của mình bây giờ sẽ có mục tiêu là tấn công bắn đạn thường thôi. Phá cái tường thành xuống. Sập một khúc tường thành xuống nữa. Nó không có nhiều cung lắm. Phần trăm rồi. Đạn thường để phá thành, đạn lửa để phá tháp canh. Rồi ok, anh em nào nhắc mình rồi. Sập tường. Mày thích đứng ở trên tường nữa không? Đục thêm một lỗ nữa đây. Phá luôn cái chòi này nhỉ. Cho
Úi dồi. Đội hình pha lăng tiến lên. À đây này đội hình Testudo rồi, không phải pha lăng. Ấy, thằng Trương Yên nó chạy đến đâu? Nó búp. Trời ơi. À đây 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 đây. Nó đã cho quân lên thành để bắn tiếp này. Bắn nó cho anh. Chưa có thằng tướng thằng nào à. Từ từ từ. Mày thích đứng trên thành bắn nào à? Chết bầm mày đi, đứng trên thành bắn này. Thằng cung láo này, bắn vào đây. Ok, lại có mấy thằng cung nó lên đây tường thành nó bắn tiếp này. Bắn vào bọn này. Đây, nó đã đứng ở thành nó bắn này anh em này. Phá lát trường thành của nó ra. Ôi, cung nó bắn thấm phết đấy. Khờ liên chi yu, bị chú zi khờ liên chi khẩu. Khoai chi hợp binh li, chẳng chuyên yếu nạn, chí xu chiêu yuán. Cuộc biểu tình nó tới à. Bộ binh của mình vào chậm quá nhỉ. Sổi ơi. Bốn thằng này nó búp cho nhau rất ghê này. Đúng rồi. Sợ mẹ đi. Bắn cái cung này. Sông ba. Đấy rồi, vào thành nhanh. Cho bốn thằng tướng cần. Bốn thằng tướng này nó đứng cạnh nhau nó sẽ búp cả cho cả bốn này, trong đó Triệu Tử Long nó được bút nhiều thứ thế này cả. Đúng rồi. Ôi, đội hình Testudo đang tiến vào. Vào đi. Luôn tuyển thành bố láo cứ bắn mình. Ôi, bốn thằng tướng của mình nó đi cùng nhau nó đánh kinh đấy nhở. Bốn thằng bốn hệ nó hỗ trợ nhau rất tuyệt vời luôn. Như này từ nãy giờ nó cân cả team này luôn này. Chết rồi đó. Ấy đúng rồi, bốn thằng tướng của bốn hệ khác nhau nó hỗ trợ nhau tốt thật. Rồi. Hét lên. Triệu Tử Long thì nó không có skill hét. Binh của mình có cần cho vào nhỉ? Chắc không cần đâu. Dù. Đúng rồi, bốn thằng tướng đứng cạnh nhau cũng búp kinh quá. Ấy. Nó xong à? Đây nó bắn từ cái này vào à? Vào giết tướng nó anh em. Ôi,
Từ này nó boost thêm cái skill trên block cộng 12% và kháng tên nữa. Thời lượng nào vĩnh viễn à? Ồ thế thêm nốt thằng này vào. Thế thì nó cực kỳ bá luôn. Đội bộ binh của mình rồi, chan vào, tiêu diệt cho nó. Kỵ binh vào lùa. Đây rồi. Nó có đội cung ở đây nữa. Sợ mẹ cho nó. Giết tướng nó luôn. Vãi thật. Nếu mà cho cả 5 tướng của 5 hệ khác nhau đứng cạnh nhau thế này thì nó boost rất là tốt các bạn ạ. Mình thấy là nó boost cực mạnh luôn ấy. Bởi vì là nói gì thì nói mỗi hệ nó có một cái điểm mạnh điểm yếu khác nhau mà. Cung của nó trên tường mình không bắn được à? Tướng mình rồi. Rồi. Sợ mẹ thì cho nó đánh luôn. Hay quá. Tướng của 5 nhánh 5 dòng khác nhau hỗ trợ nhau. Tướng địch thu đủ. Họ không hợp nhau. Ôi, Triệu Vân này. Ôi, Triệu Vân được búp tỷ thứ. Đúng rồi, cho tướng cắt. Ôi, đính giáo mà tướng của mình được. Các chiến binh của địch đang chạy toán loạn này. Đúng rồi. Lùa chết chúng nó đi chứ sợ gì. Xong rồi. Ui. Thế này là mình có biết một cái chiến thuật khá hay rồi. Đó là chúng ta sẽ cho hai tướng của hai cái nhánh còn lại. Bởi vì trong một quân đoàn chúng ta chỉ có thể 3 tướng thôi đi cùng nhau. Khi đó thì nó sẽ hỗ trợ nhau rất là tuyệt vời luôn. Mỗi thằng nó đều mạnh một mảng mà. Nó sẽ boost cho nhau. Lính màu xanh, màu tím, màu vàng, màu đỏ. Ngũ hành. Với cả là không chỉ nó boost cho tướng với nhau mà nó boost cho cả quân nữa. Nên là nếu mà trong một trận chiến mà chúng ta có đủ cả ngũ hành tướng quân thì nó sẽ boost cho quân cực kỳ mạnh. Mình nghĩ là như vậy. Mất có 500 quân thôi. Lấy được một vật phẩm. Thằng này á, có một cái món đồ ngon. Thằng này thì mình chả bắt làm gì. Lấy món đồ đấy đi. Đây này. Ấy, cộng 8 quân ninh. Vãi chuyển thật. Quân sư của em này, Vương Phương Nguyệt. Cộng 3 quân ninh. Cộng nhiều vào quân ninh vào.
cái này phải cho, chính xác thì phải cho Triệu Tiểu Long cầm mới đúng. Triệu Tử Long này nó có skill này rồi này. Armor Fashing tuyệt vời, nó tăng liên tục nên skill này nữa thì tuyệt này, cộng 50% khả năng kỹ năng tấn công. Armor Fashing cộng 5 vào giáp. Cái này học rồi chứ. Cái này thì nó không tăng skill. Triệu Tử Long ơi, là Triệu Tử Long. À, thằng này. Lý cầu thượng tiến, công minh trấn thiên. Lá chi vũ khí. Mình không đuổi được bởi vì chưa hồi được cái quân đoàn này nó không ra được. Ôi thành này to thế. Vãi, thành này to thật, trừ hết cả lương thảo của mình rồi. Trịnh Khương còn một cái làng nữa. Thái Nguyên đây nữa. Nó cái gì? Thuốc Marker. Vùng này có 3 thành điền. Vãi nhờ. Vùng này nó mạnh về cái gì? Công nghiệp. Nó mạnh về công nghiệp. Mạnh về công nghiệp thì xây cái công trình trade này làm gì? Này. Windows. Cộng với thương mại này. Mình có lúc mà mình cũng hết lương thực cơ, vãi thật. Chắc lượt sau thì mình lại có lương thảo thôi, nhưng mà 4.000 một lượt mình sẽ kiếm được khá nhiều tiền. Thái Nguyên còn một tỉnh đây nữa, chúng ta chiếm nốt Thái Nguyên này xem nào. Thái Nguyên là giàu có ghê nhỉ. Trọng khí như hỏa, hùng hùng bất xi. Hình như nó còn một cái đường đi ra đây đúng không? Đi ra đây. Rồi. Phụ trợ thương mại Clerat. Con chuột đấy. Nó đòi không á. Sao nó bị ảo tưởng sức mạnh à? Viên Thiệu kìa. Viên Thiệu rút quân về kìa. Định ăn thành của mình. Ngu vãi vãi lúa. Hòa Tổ và Lưu Biểu hòa bình Thái Mạo tuyên chiến với nhau. Mày chạy đi đâu?
căng nhỉ. Chúng ta thì có nhiều lương thực đấy, nhưng mà sao cái vùng này chị A nó tụt kinh quá. Liên kết phong công, nhận sâu khổ nạn, lập mã hành động. Bình tĩnh, bình tĩnh. Để lượt tiếp theo nữa thì mới ổn được. Mùa này mùa đông rồi, à, bán nông sản thôi. Hoan nghênh, xin chào. Đây có nhiều nông sản lắm. Viên thiệu âm 47 nông sản. Ôi giời ơi. Bán nguyên cho thằng này cũng khối tiền luôn. Viên thiệu ơi là viên thiệu, sao có lúc mày đói rách thế này. Ôi ôi, một 1.400 một lượt và thanh toán ngay. Căng nhỉ. Buộc phải 10 à? À đây rồi, 11, 1.500 một lượt, vẫn bị âm. Tào Tháo rất là nghèo. Bình định thiên hạ, chỉ cần ta đợi. Bán cho nó 5, 5 thực. Bán cho nó 5 thực nữa. Được 400 một lượt. Xin hoài thản thành, thì ni wo lao bu ke po. Bọn này thì khá. Thằng Viên Thiệu thì nó đang hết lương thực rất nhiều, thì có thể là rồi. Kinh tế của chúng ta lại khởi sắc. Chúng ta xuất khẩu nông sản rất là tuyệt vời đấy. Mình sẽ tiêu diệt con bé này ở trước đã. Chúng ta cứ tha hồ nông sản, không phải lo đâu anh em ạ. Chúng ta vừa bán cho cái quái nào nó cứ đánh thằng này của mình nhỉ. Ok, ký hiệp ước không xâm lược và chi cho mình gần này tiền, tăng trừ điểm ngoại giao với Viên Thuật 12 điểm. Viên Thiệu thôi rồi, lấy tí tiền đã, chúng ta cứ phải đu dây ngoại giao tí chứ. Tội gì, Viên Thiệu thì mình cũng khá thân rồi. Cái con đứa con gái này nó đi đâu rồi? Chúng tôi bị phục kích à? Quân nó cùi như này mà đòi ăn được mình á? Mày chết tại chỗ luôn. Đây này, các bạn có thể nhìn thấy là quân này là quân đời cuối này, cực mạnh luôn, không có đồ giá trị. Không có món đồ gì giá để đánh cắp. Thu nhập được tiền, làm tí tiền. Đùa với anh à? Thằng Viên Thiệu nó đang rất ít tiền, có thể là mình sẽ mua mấy cái thành ở cái này, nhạn môn của nó, có thể mình sẽ chờ xem là nó đủ, nó đang thiếu lương thực nghiêm trọng. Quên mất lúc nãy tại sao mình không chọn mua thành của thằng rồi. Chúng ta vẫn đang có kiếm được khá nhiều tiền.
Bọn cướp này nó rất giỏi về phục kích anh em ạ. Đứng trong thành cho nó khỏi đánh mình. Thằng khỉ này thì đánh cho ai? Ủa, quân đoàn này thì chất vãi lúa rồi. Bọn này thì... Ung Châu, chúng ta cứ phải lên lương thực trước đã. Bây giờ mỗi lượt chúng ta kiếm được khá nhiều tiền. Thành cấp 7 cơ à. Cái này nó tăng grow. Tăng tiền. Cửa công nghiệp. Phá vỡ công trình đi. Nó cứ để từ từ nó xây như này chắc nó phải có lý do chứ nhỉ. Dù sao thì mình cũng đâu có thiếu các cái thứ khác lắm đâu. Tăng thu nhập vào từ công nghiệp và thương mại này. Để xem lốt cái làng Thái Nguyên này chúng ta sẽ thu được cái gì đã. Đấy, người thu nhập của chúng ta bây giờ cũng khá. Viên Thiệu đang rút quân về. Viên Thiệu nó đang lo phòng thủ phía bên dưới này, bị thằng Viên Thuật nó đánh. Ôi, chúng ta kiếm được khá nhiều tiền mỗi lượt. Tấn công ở đây. Ok. Cái thằng này nó chết kẹt luôn, nó cũng chả chạy được kìa. Đánh đây thì dưới này đã có Khổng Dung rồi. Ái già, Viên Thuật chiếm được Hà Nội. Nghiệp Hà Nội. Viên Thiệu đang bị phản công rất mạnh. Chúng ta có thể trở thành Bắc Bình Vương. Mình sẽ đề xuất với cái thằng Viên Thiệu này một tí cái vấn đề nó đang bị âm một lương thực à. Nhạn Môn. Đó, không chịu rồi, đắt lắm. Mình rất cần, mình sẽ, nếu mà được thì mình sẽ kiểm soát Nhạn Môn. Thì mình sẽ kiểm soát hết phương Bắc. Đấy. Tấn công đến hết cái vùng núi này à. Không xa là bên kia nữa. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.